theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn trong giải đấu PUBG Esports. Như vậy Victim Rise sẽ quay chọn đầu mình cái lối chơi cũng như là hướng di chuyển như thế nào. Việc họ quay ngược trở lại đầu cầu. Còn Sapper đâm vào nhà của TE. Xe của những người đồng đội đang hướng về đây hỗ trợ cho Nam Si. Nhưng knock out từ vị trí của Belmont. Đổi mạng đi tất cả hai bên rồi. Nhưng TE cần phải kéo người lại gần khu vực này hơn nếu như muốn bảo toàn được lực lượng. Si dây bắn vào Levit bị confirm kill. Rất nhanh và gọn thì TE chỉ còn lại hai người mà thôi. Cả Tam Thất và Hoàng Tanker nhưng muốn đâm thẳng về đây để bảo toàn lực lượng hơn nữa và cứu máu kiếm về cho mình thêm những điểm hạ gục và thậm chí là báo thù. Nhưng bây giờ một mình Tam Thất liệu có đủ hay không bây giờ? Vâng, một vs một ở trong những đuấn tiếp theo, nhưng thậm chí ở trong cuộc giao tranh của Justice Benable và cả các thành viên bên phía team Sharper còn thêm cả sự nhúng tay của một vài team ở xung quanh nữa cơ. Buriam và Inside, không Buriam và các thành viên bên phía team Fury bây giờ ông đang có tình huống mà chạm mặt nhau nhà. Hai đại diện ở khu vực đầu bảng sẽ bảo của ông ta. Đồ ăn quyết định không đi bò vào giao tranh với thành viên bên phía team Eagle 365 đây. Zigu con vơ được mạng của dây kem và đầy đưa dấu chấm mét cho các thành viên bên phía team X được đứng trong game điếu này. Rất nhiều team đang bám sát của viền bò và No One đang muốn đẩy về khu vực của Aptech on the round. Khu vực high ground lấy được nhiều thông tin hơn nhưng góc này có thể trả đồ xuống được. Và Đức Mỹ nhìn thấy ai đó phải nằm ôm mục và kill dành cho vị trí của Mèo U. Trước đó quả nết ném rất tốt. Tiếp tục nết được nhồi vào trong smoke và đây có thể sẽ là cái kết dành cho Aptech on the round. Vâng, và vừa rồi thì Tông Cao đã bị knock out và thêm cả vị trí của Magic. Họ đang đối đầu với các thành viên của Basalam. Còn quay trở lại một chút với cả Đức Mi xem nào. Vâng, gói hết tất cả các thành viên bên phía team Attack Around vào bao xác thôi. Và đó là chiến thắng cho các thành viên bên phía team No One. Họ tiếp tục giữ cho mình được khu vực góc 9 giờ. Sắp tới sẽ họ sẽ phải đối đầu với các thành viên bên phía team Buriam ở đây. Và ôi, tít tỉ mấn lên tất cả vị trí của Noir bị đổi mạng với Simoy. Hai đại diện này có thiếu tàn sát nhau ở đây. Nhưng những người chiến thắng là các thành viên bên phía team Buriam với vị trí của Konasif. Cả đó là Noir. Eagle 365 trước đó giao tranh với Magic Esports và không mất đi một ai cả nha. Còn game hôm mà đông thì Godnue vừa rồi đã biến động out với Slap rồi. Và anh chàng này đã bị confirm. Còn trước đó thì Glory cũng đổi được mạng các thành viên bên phía team Ad Angel Creator. Team Riz bây giờ cũng đang bị bắn vào bởi một đại diện nước đứng vực Việt Nam. Đó là các thành viên bên phía team Jace Benable. Ren không có quá nhiều lựa chọn ở trong game đéo này rồi. Bị táp quá nhiều đến từ đó là đội tuyển các thành viên bên game hôm mà đông. Thậm chí là Jace Benable top 8 cho đại diện đứng vực Australia. Team Riz đã bị gạt. Và vừa rồi Jace Benable hoàng tanker bị knock out. Những người ăn mạng là từ vị trí của Glory, lại động thái ăn kill đến từ Game Home Hà Đông. Còn với No One thì sao đây, top 7 dành cho họ sau rất nhiều những biến cố đến từ đây chết cũng như là cả Eagle 365. Và nếu như Fury lộ thông tin trước đó thì chắc chắn cái hõm đó là cái hõm mà Fury sẽ phải nhận ít nhất khoảng 3-4 trái nết. Còn Nam Si của Jace này rồi thì hơi khó rồi, bây giờ không di chuyển được xe nó bắt buộc phải di chuyển bằng đôi chân trần mình. Và thậm chí còn bị táp rìa từ xa đến từ đường tên bên phía team Buriam nữa cơ. Và vừa rồi thì Nam Si đã nằm xuống. Quá khó cho Fury với việc họ nằm trung tâm và có quá nhiều súng hướng vào. Nhưng bất ngờ thì Chibrit knock out vì God Meow. Từ góc 6 giờ Buriam bắn sang Eagle 365. Bây giờ thì Chibrit bị confirm kill bởi Durin. Eagle 365 tông thẳng xe xuống Fury nhưng đây quyết định hơi sai. Phát bắt được và như vậy Eagle 365 trong chốc hơi thôi bay trong vị trí top thứ 5. Và đó là súng đến từ Flash cũng như là cả Ronon nhồi và rất nhiều đạn đến tất cả những team thiếu xung quanh nữa. Fury tưởng chừng họ vượt qua những khó khăn, hiện tại vẫn đang bảo toàn lượng 3 người. Vâng, và bây giờ thì Buriam họ hơi vội rồi. Godmel vừa rồi đã bị knock out Flash. Quả nét trả ra đến từ vị trí của Noara. Đủ nghệ thuật để knock out được vị trí của Noren. Và bây giờ thì Flash cũng đã phải nằm xuống rồi. Top 4 dành cho các thành viên bên phía team Daytrade Gaming. 3 vs vừa mất đó là những quả nét cực kỳ hiệu quả đến từ các thành viên bên phía Fury. Ikamu Kao đã knock out được vị trí của Noara rồi. 3 vs 3 trong những tuần tiếp theo. Và đây tiếp tục là các thành viên bên phía team Fury. Thôi xong rồi, khó thở với Buriam ơi. Khi mà Fury họ đang nhồng lên một cách cực kỳ máu chiến đây, Ronon đã knock out được vị trí của Godmel. Liệu TE player cuối cùng có làm được gì trong tình huống này hay không đây, khi mà chúng ta vẫn còn một đại diện của khu vực Việt Nam. Rất khó ở thời điểm hiện tại, Blue còn 2, Fury còn 3. Và Tam Thất chỉ cần làm tốt trong tình huống cuối cùng thôi thì cơ hội có thể top 1 sẽ dành cho giới Expandable. Tam Thất không nên để lộ ra ở thời điểm này. Vâng, Fury bây giờ bị ép bởi hai đầu, một đại diện khu vực đó là Thái Lan, Buriam và thành viên còn lại bên phía team CE. Nhưng bây giờ thì chia thêm cả vị trí của Ronon thì lối đi nào cho Tam Thất đây. Top 3 cho giới Spendable. Còn phía bên kia thì ESD đã knock 3 được vị trí của Ikamu Kao rồi. Buriam còn một thành viên cuối cùng rồi. Hơi khó cho Buriam rồi khi bộ đội còn lại bên phía team Fury. Đó là Flash và cả người đội mình nhá. Lối đi nào cho Buriam đây hơi khó rồi. Anh chàng này thậm chí còn ở ngoài khu vực viền vòng trắng. Hai player này sẽ đi cùng nhau thôi. Đây sẽ là phương án tối ưu nhất cho đó là đội hình thành viên BP Team Fury. Họ bắt đầu bắn rén rồi. Ở thời điểm này mà Fury chạy lên high ground thì chắc chắn là vị trí SD sẽ thấy khó. Và đúng là như vậy rồi. Fury đang đẩy lên high ground. Và với việc SD ngồi sát cây như thế này thì sẽ lộ vị trí ra hoàn toàn.
Một tình huống nhảy check ra, SD nhận biết được vị trí của Flash nhưng người đồng đội thì là chưa. Đồ được trả xuống và SD sẽ bị trắng. Nhưng với việc ta chạy Flash thì có thể sẽ làm được nhưng không được nữa rồi. Fury đã tính quái hơn rất nhiều và top 1 đã gọi tên Fury. Cực kỳ an toàn để thức thành viên bên phía team Fury, trông như có vẻ là khá dễ với anh chàng Inside thì phải.